Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, theo đó để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp sớm một bước cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo huy động các cấp ngành đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các tỉnh thành giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu, đối với địa phương có cửa khẩu, trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh, xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra về phía bộ y tế bộ phải theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh khuyến cáo của who để chủ động các biện pháp phòng chống dịch